chào những khán giả của Tết Trần TV. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến thăm một trong những người mình nghĩ rằng cách đây tầm 5 đến 7 năm thì có lẽ là nhắc đến hai chữ Huỳnh Mau thì rất nhiều bạn sẽ biết đến, bởi vì ông là một trong những cựu giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và lần này thì mình đi Gia Lai và muốn tìm hiểu xem cuộc sống của chú Huỳnh Mau bây giờ như thế nào. Theo mình tìm hiểu thì cái chỗ mà chú Huỳnh Mau ở so với ở trung tâm Pleiku cách khoảng hơn 10 cây, và ở đó là gần cái khu biển hồ, một trong những cái địa điểm mà cũng rất là nổi tiếng ở Pleiku. Chúng ta hãy cùng di chuyển đến đó. Các bạn ơi, thế là đến nhà chú Mau rồi. Chú đang dẫn bọn tôi vào nhà đây. Đây nhà chú đây. Các bạn thân mến, qua một chút trò chuyện với cả chú Mau thì bây giờ chắc chắn là mình sẽ phải đi tìm hiểu căn nhà đặc biệt này của chú Mau. Bởi vì được biết là đây là một căn nhà xây vào một cái dịp rất là ý nghĩa. Xin mời chú dẫn bọn con đi tham quan căn nhà của mình. Đầu tiên thì có lẽ là nhìn ở ngoài thì bọn con liên tưởng đến một cái tiểu gọi là tiểu biệt thự nhỏ nhỏ. Và đặc biệt con thấy chú ý có một ở trên kia có một cái logo rất là ý nghĩa, đó là SEA Games 22 tại Việt Nam. Chú có thể giải thích lý do tại sao không ạ? Tại vì cái nhà này là hai vợ chồng dành dùm. Vâng. Xây trong cái thời điểm mà rất là ý nghĩa. Dạ. Là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai đại hội Đông Nam Á là SEA Games. SEA Games. Vâng. Lần thứ 22 mà chú là người được vinh dự tỉnh cử là trưởng đoàn tham dự, coi như đại biểu tham dự cái SEA Games. Tuyệt những rồi. Cái chương trình SEA Games cho nên là trưởng đoàn, thành ra chú phải lấy cái này để chú làm kỷ niệm. Vâng. Một like cho chú Mau. Vâng. Xin mời chú giới thiệu cho con căn nhà của mình. Căn nhà này thì chú làm từ chú lên vườn, lên rừng chú lấy thêm một ít gỗ nữa. Vâng. Gỗ làm rẫy gần cái vườn rẫy mình là mình đốn này về mình làm. Về tức... mình cưa một số anh em bạn như anh Cường đồ. Trước đây là anh dùng máy cưa anh giúp mình làm. Vâng. Hồi đó thời đó là kinh tế nó cũng khó. Tự xây hết. Tự xây giúp thì có nhau. Người nhưng mà có nhiều người rất là giúp cho mình rất là nhiều. Vâng. Cho nên cái ý nghĩa. Và từ đó khi mà hình thành xong ấy, mình rất là mê cây cảnh thì mình đón những cái cây này nó hình thành từ khi trồng nhỏ mà bắt đầu làm nhà là mình trồng. Các bạn cái cây này. Thấy xung quanh nhà chú Mau từ bên góc, tất cả nói chung là tất cả góc đều có rất là nhiều các loại cây, đúng không ạ? Ở đây có nhiều đa dạng các loại cây như này thì chú có một cái loại cây nào chú yêu thích không ạ? Hay là cây nào cũng mình cũng mê? Cây nào mình cũng mê hết nhưng mà chọn những loại cây nó ra hoa thường xuyên. Ví dụ như này nè, bông giấy nè, rồi cây hoa sim rồi nó ra hoa thường xuyên. Bên cạnh thì những cái cây cổ thụ để cho nó sinh động trên cái nhà của mình. Vâng. Rất là nhiều loại cây. Có những loại cây chắc là nhiều tuổi chú nhỉ? Nhiều tuổi. Vâng. Bây giờ mình sẽ đi tiếp vào bên trong đúng không ạ? Nhà chú Mau thì được khoảng bao nhiêu mét vuông ạ? Nhà thì khoảng 150 nhà để ở thì 150 mét vuông. 150. Còn cái cả cái khu đất vườn của mình này khoảng hơn 1000 mét vuông. Hơn 1000 mét vuông. 1000. Rất rộng mọi người. Rồi. Bây giờ mình đi ra bên ngoài trước chú nhá. Chúng ta cùng đi tham quan bên ngoài rồi, trước. Bên hành lang này mình làm một cái khu để mình chơi phong lan. Chơi phong lan. Hàng ngày thì sáng tập thể dục về là bắt đầu mình tưới phong lan, mình dọn đồ mình làm, mình coi những cây nào ví dụ như cây chuẩn bị ra hoa. Vâng. Rồi bốn loại phân gì, phân bò, phân dê, rồi một số trung vi lượng như NPK tăng chậm rồi. Ồ. Nở tăng chậm. Cháu được tìm hiểu thì lan mà để mà trồng và đi bán này ở ngoài Bắc là cháu thấy rất là đắt đấy. Rất đắt. Vâng. Đúng rồi. Có những loại lan nó rất là cao tiền. Vâng. Và bây giờ người ta chuyên về lan lan đột biến. Mình không chơi đó nhưng mình chơi những loại lan tự nhiên. Như lan này, lan tự nhiên nè. Đâu ạ? Đấy. Lan tự nhiên nè. Tự nhiên nó mới ra. Đây nè, sắp ra nè. Đấy, tự nhiên, thiên nhiên mà rừng. Rồi mình sẽ gắn vào trong cái cây này để cho nó ra. Lan đây là lan thiên nhiên, lan tự nhiên. Nó ra mới gắn nè. Mình sẽ cấy vào cho nó ra dần. Bên cạnh đó thì mình trồng. Chú Mau có vẻ là người mát tay chứ. Mát tay để mà trồng cây như này. Okay. Rồi. Còn đây là con gái mình rất là thích hoa hồng. Thành ra là mình chơi rất là nhiều loại hoa hồng. Hoa hồng leo và hoa hồng nở thường xuyên. Vâng. Đây là tự tay chăm. Đấy, như đây các loại giống hoa hồng,
ngoài đường một bên nó làm trồng hoa hồng luôn để cho nó đẹp, nó là đang tạo vàng hoa leo, vâng, hoa hồng để cho nó rất đẹp tuyệt cái vời, nhà phong phú. Rõ ràng là chú Mau là một người rất là thích rồi hoa. Đấy, chúng ta đi vào bên trong tiếp. Một khu đất rất là rộng của chú ở không hết. Rồi bây giờ là ương những loại cây. Đây là khu vực này. Từ trăm ương hoa hồng thêm, cắt đó ra mình làm. Vâng. Tự làm để mình chơi. Vâng. Thì ổi cảnh sẽ ra trái. Bây giờ là đang chơi. Khi nào có trái mình sẽ đưa ra ngoài cho khách chim ngưỡng chơi. Đấy, đang thảo trái. Rất thú vị các bạn ạ. Đấy. Rất là nhiều cây. Chơi mai. Mai thì năm nay cây mai này không được tốt nhưng mà đang tạo dần trong hoa. Bên trong này mình làm một cái hệ thống ấp trứng gà. Ấp trứng gà. Ồ. Đây hiện nay đang ấp cho một anh cổ động viên, ấp tặng cho anh hội cổ động viên, trưởng hội ông Quyên rất là quý mình. Thành ra mình ấp cái trứng gà này. Đây nó có cái cửa sổ để mình mở. Đây là mình tự độ. Chú tự làm. Tự làm mua cái hệ thống đồng hồ đồ, vâng, cái bóng đèn sưởi nó lên là mình tự làm. Lấy chiếc đũa mình cắm qua mình lắp vào. Hay quá. Chú là cho cháu xem mấy quả trứng gà được không ạ? Đây là cái hệ thống trứng gà. Các bạn thấy không ạ? Rất tuyệt vời, rất hay. Nhiệt độ đang ở 74,3 độ C. Đóng lại là 37 30 37 độ 6. 37. Là nó đúng độ. Đúng độ. Ấp. Vâng. Cái ấp này mới cả so với việc là con gà nó ấp thì nó có khác nhau nhiều không chú? Giống nhau, nhưng mà cái số lượng ấp này là số lượng gà nó nhiều. Được nhiều. Nhiều và mình ra mình chăm một lúc là nó tiện. Vâng, nó tiện còn hơn. Gà đúng. nó chăm thì nó kiểu khác. Số lượng nó ít chỉ 90 con. Vâng. Đây là đằng sau nhà của chú. Chúng ta cũng tiếp tục tự hiểu. Làm hết. Tự làm hết. Máy ra tự rửa xe. Vâng. Rất hay. Để chú đưa ra xem trứng gà, bắt lấy trứng gà đẻ. Chú lấy trứng gà đôi. Hàng ngày khu vực này, các bạn ạ, khu vực này là khu vực mà trứng gà đẻ. Và chú Mau thường là ra đây lấy trứng gà đúng không chú? Đúng rồi. Chú chăm gà ngoài này các bạn nhé, khu rất là rộng. Đây, cảm ơn các bạn ra đây xem những con gà. Đấy. Gà này là giống gà rất là tốt. Mà gà công nghiệp nhưng mà mình nuôi tự nhiên. Vâng. Cháu có được vào không chú? Được. Vào đi. Đây, gà bây giờ là nó ấp ở trong đây. Ấp đây. Gà đây là nó ấp. Đúng không? Vâng. Đó, cái máy trứng này là nó không đó, không ấp là nó ấp ở đây. Vâng. Mình để cho nó ấp, còn cái nào không á là mình sẽ lượm trứng. Rất hay. Đây trứng đây. Tức là những cái trứng này là các con gà nó đẻ đi linh tinh xong rồi chúng mình phải đi nhặt đúng không chú? Đúng rồi, mình đi nhặt vừa rồi mình đem về nó đẻ hàng ngày. Vâng. Cứ mỗi ngày là nó dậy nó đẻ vậy đó. Nó đẻ linh tinh xong mình phải nhặt thì mình cho vào cái chỗ đem vào trong máy đó. Vâng. Vâng. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng qua cái khu chuồng gà nhà chú rất là rộng. Cái này thì chắc là bao nhiêu con chú đếm được không ạ? Đếm được. Khoảng bao nhiêu con ạ? 100 con gà lớn, còn lại 50 con gà nhỏ. Úi dồi ôi. Quá nhiều gà luôn. Cái này thì là mình tự ăn, tự cho nó ăn những cái thức ăn như này đúng không chú? Rồi, để mình lấy thức ăn ra mình cho nó ăn. Vâng. Cái công việc này của mình thì mình thường thường là mình làm vào lúc nào trong ngày hả chú? Gà này nuôi rất là đơn giản. Vâng. Sáng là 6 giờ mình đi tập thể dục về là mình hỗ trợ, là mình cho nó ăn một buổi sáng, đổ nước cho nó uống. Vâng. Sau là tới khi nào mình rảnh mình ra lượm trứng. Nếu hôm nào không rảnh thì tối mình ra mình nhặt trứng. Đấy, đây là ngày nào cũng phải ra nhặt trứng đúng không? Rồi, có ngày nó đẻ 30 trứng vậy đó. Ôi. Đây. Mình xếp ở đây. Xếp vào đây. Sau đây là cứ đầy là mình bỏ ở đây, mình để ở đây. Xong mình cho vào kia. Cho vào gì ấp, còn lại không là mình để lại cho mấy người nào có nhu cầu ăn. Ăn luôn. Sẽ chia sẻ cho người ta. Đấy, nó biết là mình chuẩn bị cho ăn đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Nó chạy ra nó bầu đấy. Đây. Đấy. Đây là mình mua, mình chia sẻ là những người mà họ làm vườn họ bán không được. Mình bảo chữa về mình mua mình cho gà ăn.
Vừa nãy thì mình được chú giới thiệu cái nhà kho này rồi, bây giờ muốn chia sẻ với các bạn những hình ảnh này. Thật sự mình nghĩ là cái công sức của chú mà làm ra từng đây cái gọi là bao nhiêu, đây là tấn chứ không phải là tấn. Rồi mà chú giới thiệu bọn cháu. Đây là tiêu ạ. Tiêu. Đây là bao nhiêu tấn tiêu đấy ạ? Này khoảng 700 tấn. 700 tấn. Rất nhiều. Cái này đang chờ để chuyển đi bán đúng không? Đúng rồi, đang thu, mùa đang thu hoạch. Đang mùa thu hoạch. Nó khô rồi mình đem về đây mình cắt. Vâng, cắt chờ giá. Rất là nhiều. Các bạn thân mến, là lúc này thì ở đây phảng phất ra một cái mùi tiêu rất là thơm. Rất là nhà sản xuất dầu ăn hữu cơ nữa nhá. Vâng, dầu đây. Thùng á. Sản xuất cả dầu thùng. Mình tự dầu làm luôn ạ. Tự làm. Ép. À, đây là thành phẩm đúng không ạ? Các bạn thân mến, đây là thành phẩm của nhà chú Mau tự làm. Ồ, cái này còn có cả tem và thương hiệu luôn ạ. Tem thương hiệu luôn. Organic. Dầu phùng organic. À. Dầu hạt, dầu lạc á, dầu lạc ép. Cái này một chai này thì bao nhiêu tiền ạ? À, nay nhà bán là 100 ngàn đến 110 ngàn. À. Giá giao dịch vậy. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu một chút trong cái căn nhà của chú. Đây là khu vực, con nghĩ đây là khu vực bếp đúng không chú? À, khu vực này bếp. Là bếp và đồ và nhà ăn. Ừ. Rồi chúng ta cùng di chuyển vào bên trong đây một chút. Trước khi vào thì con thấy là mình đi vào cửa này thì con thấy là ở đây có rất nhiều những đây là những cái giải cá nhân chơi. Vâng. Tennis. Cá nhân. Chú chơi tennis. Vâng. À, chơi. Thế còn những cái bức ảnh này con chú cho mọi người biết là ở trên này đây là thành viên gia đình. Thành viên gia đình. Kia là chú và cô thì chắc là nhìn rõ rồi. Rồi. Ừ. Còn con gái đầu. Con gái nhì. Đầu của chú là bạn là chị mặc áo đen. Áo đen. Con gái nhì là mặc áo đỏ. Áo đỏ. Cháu còn Út là bạn con gái thứ ba là mặc áo tím. Áo tím. Đấy, hai nhà, đứa cháu ngoại. Nhà chú Mau là được ba bạn nữ và nữ. Hai cháu ngoại. Hai cháu ngoại. Rất tuyệt ba vời. Ba đứa, một đứa giờ có một cháu ngoại nữa rồi mà trong hình chưa có. À, một cháu ngoại tức là ba cháu ngoại nhưng ở trong đây hình thì chưa có. Chưa có. Vâng. À. Rồi. Nhưng, hai cháu này là đang sinh sống ở bên đang đi nghiên cứu sinh. À, nghiên cứu sinh. Tiến sĩ ở bên California. California. Tức là hai anh chị của anh thì... thứ hai á là đang đi ở bên Mỹ. Chúng ta cùng đi về bên trong phòng khách của chú Mau. Đây là cái bàn gỗ chắc. Bàn gỗ. Đây là gỗ chắc. Gỗ chắc. À. Ừ. Phòng khách của nhà chú Mau thì cũng đơn giản. Rất là đơn giản. Rất đơn là giản. Mộc mạc đúng với phong cách của một cái khu Tây Nguyên. Đồi núi Tây Nguyên. À. Rất là nhiều gỗ. Những cái bức tranh này là cô theo. À, bức tranh này là cô tự theo. Cô tự theo hết. Vâng. Ừ. Con đang để ý cái chỗ này là cái chỗ mà đây có là, nhiều đồ lưu niệm đúng không ạ? Đây là những cái lưu niệm mà kỷ vật. Ví dụ như những này là những vườn cà phê mình phá, tái canh, lấy những cái gốc gỗ cà phê để về mình chế. Gốc của cà phê? Gốc gỗ cà phê để mình làm kỷ niệm. À, trông rất hay. Trông nhưng mà phải đánh vào rồi nó bóng như này đúng không? À, bóng mình đánh, mình làm mỹ thuật. Còn tất cả những cái này là những cái mà hàng lưu niệm mình đi tham quan, đi làm công tác, đi làm thì có những đối tác hay là những người quen thân tặng thì mình mang về để làm kỷ niệm. Đội bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh. Đây, thành phố Hồ Chí Minh đi tập huấn thì tại thì có tặng riêng cho mình sẽ lưu. Hay là những cái mình làm cho liên đoàn hay là BVF thì người ta sẽ tặng. Hay là mình đi kỷ niệm của trường rồi những cái SEA Games. Đây là cái mà kỷ niệm SEA Games. Rồi cái đây là đi qua Pháp. Ví dụ như Thái Lan thì đi Pháp. Rồi đây là mình đi Myanmar. Ví dụ rất hay. Những cái hình ảnh này kỷ niệm đúng không ạ? Kỷ niệm tất cả những cái này kỷ niệm. Vâng. À, bên cạnh đây thì nó có một cây gỗ mít. Gỗ mít cổ thụ một gần trên 100 năm. Ồ. Gốc mít. Mà cái này là trước đây ông già mình ông làm vườn ở dưới đó ông để lại. À. Ông trồng cây mít, mình phá cây mít mình lấy cái gốc này mình làm. Ừ. Mình chơi. À, cái đây là mình chơi về rượu mê. Thực ra uống rượu không tốt nhưng rất là mê. Rất mê. Đây là những cái ổi mà mình trồng ở ngoài vườn. Rượu ổi tự nhiên, ổi ngoài rừng mọc tự nhiên. À. Là mình gọi là rượu ổi. Rồi một số loại đinh lăng rồi mình làm để mình chơi thưởng thức. Hay quá. Thực ra thì không uống nhiều nhưng mà để thưởng thức chơi cho nó vui. Cháu đây là cháu nhì á. Vâng, là học giỏi lắm. À. Là những giọng ca của trường đại học ngân hàng ấy. À, cái chương vàng của cái trường vàng rất là nhiều. À. Đây là bộ trưởng tài. Vâng. Rất là nhiều những kỷ niệm. Đây là căn phòng này là căn phòng chú với cả cô nghỉ. Nghỉ. Đấy. Căn phòng
rất là nhỏ xinh thôi. Dạ, một có thể nói là một cái khu nhà rất là rộng nhưng mà chú cho mình một cái căn phòng cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi. Thời trước. Đây là bên bên này thì là để cho bạn bạn út đúng không ạ? Út. Bạn út thì là bạn về, bạn ấy nghỉ ngơi ở đây. Đó. Có lẽ là bây giờ chúng ta cũng đã kết thúc cái hành trình thăm nhà chú Mau ở đây rồi. Chúng ta có lẽ là bây giờ di chuyển ra ngoài vườn chú nhỉ? Ngoài vườn. Chú ghi ở khu vườn đấy thì mình được bao nhiêu hectare hả chú? Chú gần 20 hectare. 20 hectare. Là mình trồng những cái loại gì ạ? Cứ mình trồng đa dạng. Ví dụ như giá cái này không có thì mình lại có cái khác mình bán. Hai nữa là giá thời điểm nào mình cũng có cái nguồn thu để chi phí cho nó thường xuyên. Chứ mình không có độc canh một thứ. Vâng. Thế nhân công để mà duy trì tương đấy hecta thế mới cả tương đấy vườn thì bao nhiêu người hả chú? Bình thường chia ra thì 10 người hàng ngày, 7-8 người đến 10 người. Vâng. Còn nếu mà cao điểm mùa thu hoạch đó, như hôm nay á, thì khoảng 30 người đến 40 người. Đây bây giờ đang là mùa thu hoạch mùa thu hoạch tiêu. Tiêu đúng không ạ? Nhân công của mình đây là những người đồng bào đúng không chú? Những người đồng bào. Vâng. Đồng bào là chủ yếu. Vâng. Những người nghèo khổ khó khăn đó không có công ăn việc làm thì mình sẽ tạo điều kiện để cho người ta làm thường xuyên cho mình. Họ sẽ ở đâu rồi chú? Họ có một số người thì họ sáng là đi làm, chiều họ về gia đình. Vâng. Còn có vài người thì họ ở gần cái khu vực vườn của mình. Vâng. Có số người thì họ ở, mấy đứa nhỏ thì nó sống nó ở với gia đình mình. Nay mình cũng có nuôi mấy đứa nhỏ rồi, nó vừa làm vừa đi học. Mình cho nó giúp cho nó cho tiền rồi hỗ trợ tiền rồi cho nó đi học tiếng Nhật. Có một đứa vừa tốt nghiệp 2 vừa học tiếng Nhật chuẩn bị đi qua Nhật. Vừa học vừa làm bên Nhật á. Vâng. Thì sắp tới mình cũng hỗ trợ cho người ta mượn tiền thêm để người ta họ đi làm cái chương trình đó. Vâng. Còn mấy đứa nhỏ thì mình hỗ trợ, ví dụ như nó nãy mua đờn rồi đó là mình mua cho tụi nó. Vâng. Vì hồi nhỏ là mình mê chơi guitar nhưng mà nghèo quá không sắm nổi. Bây giờ mình thấy trẻ em là mình muốn là đầu tư cho những đứa nó không có điều kiện thì nó giải trí qua những cái guitar rồi vậy đó. Vâng. Các bạn thân mến, chúng tôi phải dừng lại ở đây một chút bởi vì cây cầu này là một cây cầu đặc biệt. Với chú Mau, chú có thể chia sẻ là cây cầu này nó ý nghĩa như nào với cá nhân chú và rất nhiều người ở đây không ạ? Cây cầu này rất là ý nghĩa vì ở đây là có 3 xã. Vâng. 3 xã, xã Nam Giang, xã Đắc Rông, xã Bầu là canh tác cái vùng nông nghiệp phía bên đây. Vâng. Nhưng mà mỗi khi chưa có cầu này là cái cầu tạm, cầu gỗ, đi rất là khó. Có đi ô tô được không? Đi ô tô thì không được, nhưng mà xe những cái mùa nắng thì xe hoặc là mưa thì phải đi dưới này. Đi bên dưới này. Đi dưới ngầm. Phải này. lội. Nhưng mà mùa mưa nhiều là không đi được. Chỉ đi qua cầu gỗ là đi bộ và đi xe, xe máy thôi. Vâng. Thì từ khi mình nghỉ Hoàng Anh Gia Lai thì về là mình mới nghĩ nếu như mình phải là người đứng ra chịu trách nhiệm huy động rồi kêu gọi một số mạnh thường quân, anh em bạn bè rồi hội đồng hương của Nam Giang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi những người bạn tennis ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi tất cả những cái tạp hóa mình huy động để những danh sách ai cho ít thì mình lấy ít, nhiều cho nhiều cảm ơn, rồi sau đó mình khắc và mình tự thiết kế xây dựng cái cầu này. Thì giá thành cái cầu này, giá trị cầu này nó kiên cố nhưng mà rất là giá thành nó rẻ. Vâng. Là 110 mấy triệu. Vâng. Rất tuyệt vời. Các bạn thấy đây là một trong những kỷ niệm mình nghĩ rằng cũng rất là ý nghĩa với chú Mau. Ngoài những gì đang có tại căn nhà của chú thì có lẽ cây cầu này sẽ là một cái kỷ niệm mà bây giờ mọi người chắc chắn là cũng phải nhờ cây cầu này mà giao thương nó thuận lợi hơn nhiều. Đi rất là nhiều và đồng bào những làng gặt lúa rồi là không còn kéo con nông đi nữa, đi trên đây rất là khỏe. Vâng. Mưa nắng là ai ai đi cũng đến đây được, cho nên người ta rất là là vui. Và đây chú dẫn bọn con đi qua cây cầu này một chút. Đây, một cây cầu rất là đơn giản nhưng mà vấn đề lớn nhất nó là chính là sự chắc chắn các bạn ạ. Sự chắc chắn nó sẽ giúp cho bê tông hết đúng không chú? Bê tông hết. Bê tông okay. hết. Bây giờ chúng ta cùng lên xe để tiếp tục đến vườn của nhà chú Mau các bạn nhé.
Đây, cả một dọc đây là tiêu các bạn ạ. Đây là cây tiêu. Các bạn đây, các bạn nhìn cái chỗ này, các bạn nhìn thấy nó hun hút không? Đấy, một dọc tiêu hun hút. Các bạn bắt đầu được đi di chuyển quanh 20 hecta. Sầu riêng, ổi. Đây, sầu riêng và ổi. Đây, đây là nhà ổi nè. Tí nữa mình sẽ hái thưởng thức. Các bạn ơi, đây là ổi này. Đấy, đây là ổi này. Ổi. Hay chưa? Đây là xoài. Đây, xoài bắt luôn. Đầu ra trái. Trái rất là sai. Ở dưới kia có một vườn xoài. Bây giờ đã đựng trái. Hay quá. Chỗ nào cũng có trái cây. Thấy xoài không? Xoài đậu hết rồi. Thấy không? Cây xoài. À đây là cô Thu. Cô Thu, vợ mẹ chú Thu đây, mẹ Mau. Thu. Cháu xin phép hỏi cô mấy câu. Cháu là cô. Cô ơi, cô, bọn cháu hôm nay đến đây thăm vườn nhà mình. Bọn cháu là anh em phóng viên từ Hà Nội vào, hôm nay nhìn thấy vườn nhà mình. Nói chung là bọn cháu muốn tìm hiểu cuộc sống của chú Mau, thì cháu thấy là bây giờ chú Mau cũng rất khác so với cái thời mà còn làm câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thì bây giờ cô có thể chia sẻ một chút không, là từ hồi mà chú bắt đầu trở về để mà làm cái công việc này thì nó cô phải hỗ trợ với cả cô phải giúp đỡ như nào để mà có một cái vườn là thực sự là rất là rộng mà rất là nhiều cái cây như này chú. Phải nói ngược lại là chú giúp đỡ cô chứ. À chú giúp đỡ cô như nào hả chú? À như nào cô? Chú về vườn thì chú giúp đỡ cô để mà phụ quản lý công việc trong vườn nhà này. Vâng. Hồi trước chú đi làm thì cô người làm một mình. Vâng. Cô quản lý điều hả? Vâng. Giờ chú về thì chú hỗ trợ cái phần tưới, phần làm mấy cái công việc ấy cùng mình thì sắp xếp nhân công rồi mùa màng rồi chăm bón mình làm. Vâng. Vì vườn ở nhà làm theo organic. Organic, tự làm hết, hữu cơ. Vâng, hữu cơ. Vườn tiêu ở nhà hiện giờ là bán cho công ty xuất đi châu Âu. Cháu thấy công việc chú bảo là cô cũng rất là bận với cả rất là siêng. Cô nhìn cô này. Các bạn nhìn thấy từ đầu đến chân rất là đúng một người nông dân. Nông dân chính hiệu. Thế nhưng mà cho con hỏi một chút là cái thời mà chú làm ở đồ Hoàng Gia Lai so với cái thời bây giờ thì hỏi thật cô là cô thấy chú là có phải là đỡ gọi là suy nghĩ, đỡ mất ngủ hay là thoải mái hơn đúng không ạ? Đúng rồi, cái đó là tất nhiên, giờ mình làm chủ mà. Hồi trước là chú đi làm cho người ta là chú làm lính đó. Vâng. Người ta điều hành đó, chú làm theo đó. Còn bây giờ về thì hai vợ chồng cùng làm cùng quản lý thì vâng. Mình làm chủ mà nói chung làm chủ mà về nông nghiệp thì sống với người nông dân nó rất là thoải mái. Vâng. Thế nhưng mà chú thỉnh thoảng chú có nói với cô về chuyện là chú cũng rất là nhớ bóng đá không ạ? Nhớ chứ, thì cái giải bóng đá V-League thì tuần nào mà đã ở sân Hoàng Anh thì chú cũng đều đi xem ấy. Không bỏ một trận nào. Thế còn cô phải là người yêu bóng đá không ạ? Cô cũng yêu chứ, nhưng mà yêu nông nghiệp nhiều hơn. Mà có thể để rõ hơn thì chắc là chúng ta tiếp tục cùng với cả chú Mau đi tìm hiểu cái vườn của cả cô chú. Chú ơi, cháu cảm ơn cô nhé, bọn cháu tiếp tục đi tìm hiểu thêm. Đây là mình phơi cái gì đấy ạ? Tiêu. Máy sạc tiêu. Máy sạc tiêu ở đây. Máy quạt tiêu. Đây là tiêu hạt mình phơi. Hàng ngày là 2-3 tiếng là mình làm vậy. À. Là mình trở cho nó mau khô đấy. Tức là mình chỉ cần làm cho nó gọi là đảo đi. Đảo đi cho nó mau khô đấy. Bảo rồi, nếu mà thất nghiệp về đây chú mau cho làm nghề nông luôn. Làm nông. Làm nông luôn. Đây, ổi này mới trồng. Bắt đầu ra trái. Đây, ổi bắt đầu ra trái. Rất là nhiều. Nhiều quá. Đây, dứa thơm. Bơ. Có cả bơ các bạn ạ. Bơ 034 ạ. Bơ thì ở Pleiku rất nổi tiếng. Nhưng mà cũng chưa bao giờ mình được vào trực tiếp cái vườn bơ. Có lẽ đây là lần đầu tiên đấy. Đây 034 bắt đầu ra trái nè. À. Ra trái nè. Đấy, bơ bắt đầu ra trái rồi. Ra trái rồi. Bắt đầu nhìn thấy vài quả. Trái nó dài rồi nè. Vâng, có ba biết trái rồi. Là bơ bắt đầu trái. 2 trái 1 ký, 2 trái 1 ký nè. Bơ ra trái nè. Vâng. Nè, không? Rất bơ nhiều trái. Loại luôn. Nhiều loại. Rồi mình đi vô trong vườn này đâm qua cái cho thấy nó hấp dẫn nha. Hấp dẫn luôn.
Đi ở đi vào trong vườn các bạn. Trong vườn luôn. Đi vào trong bên trong khu vườn mới lại thích. Bắt đầu vặn vặn vô. Nè các đó nghe, ở đây vẫn có nước nè. U thấy chưa? Đấy, mát chưa? Đây là đây là nước tưới luôn các bạn ạ. Mỡ là mát rồi liền à. Đấy. Chú đi đường nước, chú đi đường nước vào tận đây mà. Này, các bạn nhìn dãy này. Nó cứ hun hút này. Cứ hun hút luôn à. Nhờ. Tại sao mình phải giải những cái miếng lưới ở dưới đất này hả chú? Để cái hạt tiêu là nó không bị mất mát. À. Nó rụng hết xuống đây, nó chín. Trái này như này nè. Nếu nó mình hái chưa kịp là nó rụng xuống đây. À. Là mình không tốn công nhặt. Vâng. Hai nữa là mình không có lãng phí. Vâng, vâng. Nó không có mất xuống đất. À. Rồi, tức là mình giải cả bao nhiêu hecta này. Ờ, rồi. Hai nữa là mình giữ ẩm cho cái đất. Mùa nắng, mùa nắng. Sau khi thu hoạch rồi mình cuốn lại. Vâng, con hiểu. Đây. Đấy, đây, ví dụ đây mình mở nước là có. Vâng, chú đừng mở đâu, con uống hết bây giờ. Đây, là những người mà cô rộng là phải đi nhặt. Chào cô ạ. Ừ. Cô ạ. Đây, các bạn đang nhìn thấy các cô đang rụng thì phải đi nhặt. Đây, chúng ta cùng quan sát một chút. Đấy. Là phải đi nhặt các bạn ạ, nhặt xong rồi về. Chú thử thu hoạch cho con một chút con xem á. À này, ví dụ cây này là mình đây vậy đây. Các bạn sẽ được chứng kiến chú mau thu hoạch tiêu. Đấy. Ta mình thu xong mình cứ để xuống đây. À. Tức là mình sẽ giật vào đây. Con thử chú nhá. Ờ thử đi, hái thoải mái. Đây. Cứ thử đi. Nhặt ra vứt ra. Rầy ra từ nhánh lên nhánh vậy đó. Nó cũng dễ nhặt lắm. Vâng. Con quen rồi con rỉ là nó đứt hà. Mình quen thì mình nhặt mới nhanh được. Ờ. Đấy. Rất nhiều nhân công của nhà chú mau để làm. Con vào trong đây chắc con lạc mất chú ạ. Ừ? Con vào trong đây chắc con lạc mất, không lạc. Đi ra được mất. Các bạn nhìn thấy ở đây. Đây rất là đông nhân công. Rồi, còn vườn này là vườn đa dạng trái cây cam, quýt, sầu riêng, bơ nè, cam nè. À? Đây là một khu vườn khác các bạn ạ. Quá nhiều loại cây, loại cối. Đấy, trồng cả cam luôn. Cam. Quá nhiều loại cây luôn. Ngày nào cũng lượn mấy chục km như này chú có thấy mệt hơn cái thời đá bóng không chú? Không, nó vui mà. Không mệt các bạn ạ, là chỉ thấy vui thôi. Vui. Ở đây vườn nhà chú mau thì có thể nói là cánh cò bay mỏi cánh là phải xuống nghỉ chứ không bay hết được. Trước thì chuyên về cà phê với tiêu thôi. Vâng. Bây giờ chú về chú làm càng trái. Thêm, làm thêm. Làm càng trái với làm kiểu như quy mô hơn. Vâng. Làm có cái đi vào những hai người quản lý hỗ trợ là nó tiện, nó tốt. Nè, thấy bơ ra trái nè. Bơ này số 1. Bơ này hiện nay người ta rất là chuộng. À. Bơ 034. Trái nó dài vậy, nó quéo. Trái bơ này 10 ngày. Ăn ngon lắm. Dự kiến là sẽ bao giờ là mình sẽ thu hoạch được ạ? Tháng 7. Tháng 7 là... Cà phê nhà mình là ở đâu ạ? Cà phê mình có một cái vườn ở bên đây. Một cái vườn trên đây với bên đây. À. Vườn. Thế bây giờ mình đi vào vườn cà phê có xa quá không? Xa. Xa quá. Ừ, đi không nổi. Đáng ra là bọn mình sẽ đi vườn cà phê nữa. Nhưng mà chú bảo là bây giờ mà đi ra chỗ cà phê thì chắc là... Xa. Nó bị xa quá. Trái thơm đấy các bạn. Ở miền Bắc người ta gọi là dứa. Dứa. Ở dứa. Ừ. Đấy, xoài. Chỗ nào cũng có xoài. Vô vườn đây mát lắm. Vô vườn đây là mát. Công nhận, mát thật. Có đấy. Một cảm giác rất là dễ chịu đấy. Đây là cá gì hả chú? Cá này cá diêu hồng, cá chép đỏ, cá rô phi, cá rắm cỏ. Thích quá các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Con này là mình chơi thôi đúng không chú? Chơi thôi.
nuôi chơi thôi. Nuôi chơi. Tại mình khai thác nước để tưới cây á. Rồi có cái thác mình lấy nước từ dưới giếng lên qua cái thác mình chơi. Đấy. Thì mình có nước hôm nay nuôi cá luôn. Nuôi. Rồi mình đẩy nước để tưới cây. Chú sẽ làm nước cho con uống thử nha. Nhanh lắm. Rồi qua này. Rồi đây. Chú bắt nó bếp cá. Rồi chú sẽ bỏ vô này vô. Dẫn chúng tôi lên căn nhà nhỏ, chủ yếu dành cho những người lao động tại vườn của chú sinh hoạt. Cựu giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoành Gia Lai khác hẳn với người tôi từng biết. Loại thực phẩm nào, trái cây nào chú cũng dành. Không chỉ biết trồng, chính tay chú còn pha đủ loại thức uống, bổ đủ loại trái cây để chúng tôi thưởng thức. Nằm trước võng ở căn nhà sàn, tôi cảm thấy mọi thứ thực sự dễ chịu. Nhưng trong đầu tôi vẫn băn khoăn đặt cho mình câu hỏi: liệu chú Huỳnh Mau tâm huyết ngày nào của bóng đá Phố Núi có thực sự hạnh phúc? Có thực sự đã quên được bóng đá? Các cây non chú góp phần ươm mầm ngày nào như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, liệu có thực sự khiến chú phải thổn thức? Nhưng mà chính mình là người là tự sống mình đức để cho các cháu nghỉ. Mà muốn cho các cháu nghỉ là mình phải là làm một công tác tư tưởng.